Chúa Thứ Tư Tuần Thánh ngày 27 tháng 3 năm 2024. Lạy Chúa. lời Chúa. Thứ tư tuần thánh ngày 27 tháng 3 2024. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã bước vào tuần thánh và hôm nay là ngày thứ tư tuần thánh. Cũng là ngày cuối cùng của tháng kính thánh Giuse. Chúng ta chạy đến với thánh Giuse khẩn nài ngài đoái thương đến những người nhất là những gia đình đang gặp khó khăn thử thách khủng hoảng. Những gia đình có những con người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng, dính vào những tệ nạn xã hội. Xin Chúa cho họ được ơn hoán cải, đặc biệt là trong tuần thánh này, để quay về với lòng thương xót của Chúa, xưng tội rước lễ, mừng Chúa phục sinh. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư tuần thánh Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 50 câu 4 đến câu 9 à. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức, người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ đức chúa là chúa thượng đã mở tai tôi còn tôi tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn dơ má cho người ta giật râu tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ có đức chúa là chúa thượng phù trợ tôi vì thế tôi đã không hổ thẹn vì thế tôi trơ mặt ra như đá tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng đấng tuyên bố rằng tôi công chính người ở kề bên ai tranh tụng với tôi cùng nhau ta hầu tòa ai muốn kiện cáo tôi ta cứ thử đến đây coi này có đức chúa là chúa thượng phù trợ tôi ai còn dám kết tội đó là lời chúa, à, chúa. mấy anh em lặp lại câu đáp Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân xin đáp lại vì ơn ca nghĩa dày. Âu cũng vì Ngài mà con bị người đời thoa mọ, chịu nhuốc nhơ phu lấp mặt mày. Anh em nhà kề con như người dưng nước lạ, hàng bao mù xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc nhà chua mà con phải thiệt thân, lời kề thoa mạ Ngài này trinh con hưng chịu Nỗi sầu riêng mong người chia sớt Luôn công chờ không được một ai Đợi người an ủi đôi lời Trông mãi trông hoài mà chẳng thay đâu Thay vì đồ ăn chung trao mật đăng Con khát nước lại cho uống giấm chua Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng danh thanh Sẽ dâng lời cam tạ tan dương người nhưng ai nghèo hèn xem đây mà vui lên người tìm thiên chúa hay nức lòng phân khơi, vì chúa nhận lời kẻ nghèo khó chẳng coi khinh thân hiệu bị giam cầm tung hô tin mừng muôn lạy vua kitô vì vâng lời thanh phụ ngài đã chịu dẫn đi đông đinh vào thập gia như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt Mời anh em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 26 câu 14 đến câu 25. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu, thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo: Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy, thầy nhắn: Thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu và bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa thầy, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy." đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người thả nó đừng sinh ra thì hơn juda kẻ nộp người cũng hỏi rabbi chẳng lẽ con sao người trả lời chính anh nói đó đó là lời chúa Chúa Kỳ tổ, khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn Lời Chúa mà chúng ta nghe trong ngày thứ tư tuần thánh bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah Dường như Chúa nói với mỗi một người chúng ta Mà nếu mình nghe Chúa nói với mình Mà mình sống được điều đó Thì chúng ta đang là thánh, đang trở nên thánh Như ngay từ Chúa Nhật lê lá chúng tôi có mời gọi anh chị em chúng ta đi vào trong tuần thánh này để tập tành trở nên thánh để theo đức giêsu đi vào con đường nên thánh mà con đường nên thánh không là con đường gì khác ngoài con đường thập giá con đường lòng thương xót và mỗi ngày mình tập một chút mỗi ngày mình tập một chút mình bước đi một chút bước đi một chút bước đi anh chị em đừng có dừng lại có khi chúng ta trồn chân mỏi gối muốn dừng lại muốn bỏ cuộc con đường lòng thương xót nhiều bạn gia nhập nhưng số người mà còn lại không bao nhiêu danh sách thì nhiều lắm ai nghe cũng thấy phấn khởi nhưng mà lúc mà bước đi vào con đường lòng thương xót mới thấy không dễ chút nào đâu thứ nhất là chính ma quỷ là kẻ thù của lòng thương xót nó muốn tìm cách nó dịch chúng ta ra khỏi vòng tay của lòng thương xót chúa rồi nó cản trở rồi nó rủ rê rồi nó dụ dỗ nó làm mình nản làm mình mệt mình buồn mình chán rồi có khi nó gây ra trong nội bộ những chuyện lùng cùng này lùng cùng kia rồi có khi nó tác động từ bên ngoài vào Những áp lực Đã làm cho ta dễ chán nản, dễ bỏ cuộc Vì thế mà Cần phải có ơn Chúa mới đi vào con đường đó được Và mới tiếp tục <laughs> Đi con đường đó cho đến hơi thở cuối cùng Như Đức Giêsu xu Lệ cha con phó linh hồn con trong tay cha Trên cây thập giá Và nói đã đoạn Lúc đó mới thực sự là đến đỉnh của con đường thập giá Lúc đó mới thực sự là đi chọn con đường lòng thương xót Thưa anh chị em, suốt 20 năm hành trình loan truyền được lòng thương xót Chúa Suốt 20 năm bước đi con đường đấy Tôi cảm nhận rõ là nếu mà không có ơn Chúa Thì tôi luống công phí sức vô ích Nhưng mà nếu có ơn Chúa rồi Thì Chúa cho tôi nói năng như một người muôn đệ để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức những người rã rời kiệt sức mình đến biết nói gì đây biết nói thế nào đây anh chị em đi thăm những người bệnh những người đau khổ những người đang thất vọng mình dùng lời con người nói được không cùng lắm mà chỉ thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi buồn cũng thế thôi vì tao cũng buồn như mày thôi thế thôi làm được cái gì cho nhau nhưng mà với ơn của Chúa tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kịch sức không phải tôi nói mà chính Chúa nói trong tôi không phải lời của tôi Mà Chúa lựa lời cho tôi nói Để nâng đỡ những ai Rã rời, kiệt sức Mình đến mình vui vẻ Ca hát với mọi người thì dễ Nhưng mà đến Để mà cảm thông Chia sẻ với những con người Đang rã rời, kiệt sức Thưa anh chị em, sức của con người không làm được Vì thế mà khi chúng tôi làm Cái máy bài giảng Lòng thư xót chú với bệnh nhân Thưa anh chị em, chúng tôi cầu nguyện rồi lấy lời Chúa ra để mà nói lấy lời Chúa ra mà khuyên nhủ lấy lời Chúa ra mà nâng đỡ an ủi những người nghe mấy bài giảng lòng thương xót Chúa nghe nhất là mấy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân họ đang rá rời cái sức họ lấy lại được sức mạnh bởi lời của Chúa bởi sức mạnh từ quyền năng lòng thương xót Chúa bởi những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa Bởi sự tín thác tuyệt đối vào đấng Đã chết và sống lại Để cứu họ Yêu thương họ Cho nên Khi mà Chúa Giêsu và các môn đệ Đang ở trong những ngày cuối cùng Hôm qua chúng ta nghe đang dùng bữa với các môn đệ, Chúa Giêsu cảm thấy tâm thần sao xuyến và người tuyên bố là một người trong anh em sẽ nộp thầy có một người nộp thầy à, tôi mới ra ngoài tiệm sách và thấy được một bức tượng nhìn rất là dễ thương nhìn rất là đời thường bạn nhận ra ai không bạn nhận ra ai không hả nói to nhận ra ai chú Giê-xu nhìn tưởng là thánh Giuse đang là tháng kinh thánh Giuse và cũng là ngày thứ tư cuối cùng của tháng thánh Giuse nhưng mà đây là Chúa Giêsu Chúa Giêsu đang có vẻ hơi mệt mỏi đúng không ngồi dựa vào một góc tường nào đó chống tay tay phải chống dưới đất lấy sức tay trái chống đầu gối đầu dựa vào bức tường đây là hình ảnh mà tôi cũng hay làm và các bạn cũng hay làm mỗi khi mình gọi là rã rời kiệt sức phải có cái gì để mà dựa dựa ở bức tường có cái gì để đỡ bức tường nó đỡ có gì để nâng bức tường nó cũng nâng mình bạn nhìn đi tâm hình chui su ngồi rất là thợ, đời thường rất gần gũi với con người của mình trong tuần thánh này bạn thấy hình ảnh một chui su tâm hồn thầy buồn đến chết được ngày mai chúng ta sẽ nghe chui su ở vườn cây dầu và cầu nguyện Linh hồn thầy buồn đến chết được. Không một ai nâng đỡ, không một ai ủi an. Chỉ có trong Kinh Thánh nói là Chúa cha sai các thiên thần đến để an ủi Ngài. Ngày hôm nay cũng có nhiều giê -xu đang ngồi kịch sức rã rời như thế này. Cũng có nhiều giê -xu lắm. Bạn gặp không? Có gặp những giê -xu này không? Gặp ở đâu? Ngoài đường ngoài lề đường ở đâu nữa ở đâu nữa ở đâu nữa trong chính gia đình của bạn chứ ai trong chính cộng đoàn của bạn trong chính trong nhóm của bạn có những người bạn mà họ đang ngồi rã rời kiệt sức như thế này đang ngồi mệt mỏi như thế này bạn có đến để an ủi nâng đỡ không có đến để bạn ơi thay vì bức tường này đây, vai tôi đây, bạn dựa vào đi. Bạn ơi, đến với Giêsu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Ngài cũng đã trải qua thân phận của con người như thế này. Kinh Thánh nói, Đức Giêsu mặc lấy thân phận con người, giải dầu thử thách như con người, chịu đựng mọi khó khăn thử thách như con người. Duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Ngài cũng bị cam dỗ, cơn cam dỗ đang đến thôi. À, bỏ cuộc thôi. Nó chống đối quá, nó đang tìm giết đây. Bỏ cuộc thôi vì một người trong nhóm đệ tử thân tín là 12 tông đồ đã chọn sắp bán mình, biết được cái người phản bội ấy và nhắc nhở người phản bội ấy nhiều lần, nhiều cách mà người ấy vẫn cứ cứng lòng vẫn cứ cứng lòng, vẫn không có chịu tỉnh ngộ, không chịu tỉnh thức, vẫn để cho đam mê tiền bạc, đam mê quyền lực, những đam mê xấu nó lôi kéo, mà thậm chí đến mức độ mà bán thầy của mình. Hình ảnh, Yêu Sư đang ngồi. À, tôi ra tôi nhìn, tôi bảo, Ồ, sao mà đời thường quá, rất thật, rất người Không phải uy nghi sáng láng ở trên tòa cao Nhưng mà là một giê -xu Đang ngồi dựa vào bức tường Đang tìm một chỗ ăn ủi Một nơi đỡ nâng Tìm được một sức mạnh Không tìm được đâu cả ngay cả với 12 môn đệ thân tín nhất mà cũng không tìm được một người nào đó để cảm thông để nâng đỡ an ủi mà nếu ngày mai chiều thứ năm chúng ta tiếp tục nghe tiếp tục đi vào hành trình lòng thương xót sẽ thấy là dẫn thêm ba môn đệ thân tín nhất nhưng mà rồi vẫn các con không thức nổi với thầy một giờ hay sao các ông thì tinh thần thì minh mẫn mà thân xác thì nặng nề giống như mình bập kinh đầu thì tỉnh mà người thì cứ ngủ gật đúng không ạ? À, thì thưa anh chị em và các bạn, Đức số không tìm được một người ăn ủi nào trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần. bạn đã trải qua điều đó chưa? Trải qua cái cảm giác đó chưa? Thực sự là trong mấy mai tôi trải qua cái cảm giác đó, cái cảm giác là không có một ai cả. Mình cố gắng hết sức mà chả thấy ai đáp lời cả. Cố gắng hết sức để lôi kéo mọi người đến với lòng thương xót Chúa. Cố gắng hết sức để lôi kéo mọi người trở thành tông đồ lòng thương xót Chúa, hăng say, nhiệt tình. Họ không là tông đồ lòng thương xót Chúa thì ai mà đi loan truyền, ai mà đi loan báo, ai mà làm chứng cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa. ấy vậy mà dốc hết tâm sức, dốc hết sức lực ra tiền của thời giờ mà không có ai đáp ứng. Mình cảm thấy nó chơi vơi cảm thấy nó rã rời, cảm thấy nó mệt mỏi, cảm thấy như là ngồi dựa bức tường giống Đức Giêsu mà thôi bỏ cuộc nghỉ chơi kệ tới đầu tới muốn làm gì nữa cho nó mệt tổ chức bao nhiêu lần bao nhiêu kỳ lần nào cũng mời cũng gọi cũng nhắc nhở rồi đủ mọi thứ cho họ hoàn toàn miễn phí mà họ cũng không có nhận Dường như những cái thu vui thế gian khác nó kéo họ nhanh lắm. Ở đâu có cái gì hay là họ đi, họ đi, họ đi. Nhưng mà đến với lòng thương xót Chúa thì đủ lý do để mà khước từ. Giống như Chúa giêsu tổ nói về sự ngôn, tổ chức bữa tiệc mà những khách được mời không ai đến. Cuối cùng thì ra ngoài đường mời mù què cơm biếc dồn hết vào cho nó đầy bữa phòng tiệc. Lòng thương xót Chúa luôn luôn là kêu mời mà con người ta thì tự do khước từ dĩ nhiên họ có tự do đón nhận nhưng mà cái, mà khủng khiếp như là tự do khước từ chú không thể làm gì được vì tôn trọng tự do của con người vì đó là tình yêu cũng giống giống, giống như juda Tìm mọi cách nhắc nhở vậy như thế đó mà vẫn cứ khước từ tình yêu khước từ lòng thương xót để đi ra ngoài và lúc đó trời tối. Hôm nay Chúa đã nói với Juda rõ ràng như thế. Judah kẻ nộp người cũng nói, Rabbi chẳng lẽ con sao? Những người khác thì bảo, thưa thầy có phải con không? Cho nên ông nào cũng không dám tự tin về chính bản thân mình. Tại vì nếu mà Chúa Giêsu nói một người các con sẽ nộp thầy thì các môn đệ buồn rầu quá sức lần lượt hỏi người thưa ngài chẳng lẽ con sao tại sao như vậy không phải mình thì việc gì phải hỏi có phải con sao phải không chẳng lẽ con sao có nghĩa là yêu cũng cảm thấy rằng là mình rằng co giữa bóng tối và ánh sáng giữa sự thiện và sự ác có khi có chừng là mình nữa không dám chắc mà chẳng lẽ con sao? thì có thể con, có thể có, có thể không. còn nếu mà mình xác tín rằng mình một lòng một dạ mình theo thầy của mình chết cũng không không bỏ thầy giống như là Pharaoh nói thì phải nói ai thì ai chắc chắn không phải con phải như vậy mới đúng chứ phải không? phải không đại ca hỏi nè có chú nào trong đám lần em phản thầy nào có không? không kia có không? giờ 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 còn giờ con này không chứ tại vì mình phải xác tín là mình trung thành với đại ca chứ phải xác tín là trung thành với đàn chị chứ xác tín rằng là sống chết còn cũng theo thầy chứ vì thầy là đường là sự thật là sự sống bây giờ nếu mà người ta hỏi rằng là này các bạn thì nguyện tín thác này các bạn khát vọng khát vọng các bạn có bỏ con đường lòng thương xót không Giáp trả lời thế nào các bạn có tin thức tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót chúa không Bạn trả lời sao các bạn có bỏ con đường lòng thương xót chúa khi gặp khó khăn thử thách không Bạn nói thế nào bạn nào bỏ con nào bỏ không này có không oh. kia nghĩa dứt khoát như vậy chứ còn đây chẳng lẽ con sao là mấy ông có xác tín không? Do dự, lo lắng, bối rối. Ồ, 12 thằng, thằng nào đấy? Thằng nào thằng không biết, tôi không biết ai cả. Nhưng mà tôi là không rồi đó. Bạn phải xác tín cái cá nhân của bạn như thế chứ. Cha nào thì cha, thầy nào thì thầy, sơ nào sơ, không tin, hay là chống đối, hay là không theo con đường lòng sốt chúa, tôi không biết. Nhưng mà với tôi, không bao giờ. Phải rứt khoát như vậy Chết thì chết Anh muốn nói gì thì nói Em muốn cười gì thì cười Em muốn chê gì chê Em muốn trách gì thì trách Và anh muốn đe dọa cái nào Tôi vẫn không là không Không bao giờ bỏ con đường lòng thương xót Phải mạnh dạn như thế chứ Và tha rằng là Chỉ sống một hai năm nữa Mà dốc hết tình này Với lòng thương xót còn hơn là ừ, thôi làm vừa thôi ừ, giữ sức khỏe giữ sức khỏe để sống 10 năm nữa mà không làm gì thì giữ, giữ sức khỏe để làm gì thà rằng tiêu hao sức khỏe tiêu hao đi mà làm được việc cho lòng thương xót Chúa rồi có chết sớm Chúa có gọi về cũng còn ý nghĩa và giá trị hơn là giữ lấy sức khỏe sống cầm hơi cầm chừng Chơi, chờ 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 để sống thêm được 10 năm nữa mà không làm gì cho lòng thương xót Chúa sống làm gì? Cho nên có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, tôi đưa lưng cho người ta đánh đòn, dơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, không hồ thẹn Tôi chơ mặt ra như đá Vì tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng Đứng tuyên bố tôi cùng chính người ở kề bên Ai tranh tục với tôi Cùng nhau ta hầu tòa Ai muốn kiện cáo tôi Cứ thử đến đây coi Mình xác tín rằng Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi Ai còn dám kết tội Mà cho dẫu người ta có kết tội Mà Chúa không kết tội tôi Thì có gì đâu mà sợ Mà nếu mọi người đều nâng tôi lên tâng bốc tôi không ai dám nói gì tôi vì tôi có quyền lực vì tôi có tiền vì tôi uh, nắm trong tay tất cả tôi điều hành tôi điều khiển hết tất cả không ai dám nói lại chống lại tôi không dám kết tội tôi nhưng mà có một đấng kết tội tôi cái đó mới là đáng sợ vì họ sợ tôi nhưng mà tôi là người đáng kết tội thì chính chúa kết tội tôi cái đó mới tiêu đời còn cho dù cả thế gian này có chống lại tôi đi nữa vẫn còn có chúa nâng đỡ tôi. Cho dù cha mẹ có bỏ tôi đi nữa thì vẫn còn có đức chúa trời đỡ nâng. Và chúa nói có người mẹ nào nỡ bỏ con của mình hay không đứt ruột đẻ đau mà cho dù người mẹ có bỏ con thì ta ta vẫn không bỏ con chỉ có con bỏ ta mà thôi như Judah đã bỏ cộng đoàn ra đi trời tối như Judah chúa đã hỏi rằng là kẻ dơ tay chấm chung một đĩa với thầy đó là kẻ nộp thầy và Chúa đã đưa miếng bánh cho Juda Juda không hỏi Rabbi chẳng lẽ con sao người trả lời chính anh nói đó Chúa chẳng kết tội anh nói đó chẳng lẽ con sao chính anh, nói đó anh chưa còn ai như thế rồi mà vẫn không tỉnh cho nên tôi có người anh em tôi đã nhắc nhở đến 3 bốn lần là hoán cải đi đừng tiếp tục đi vào con đường sai trái đó nữa mà vẫn cứ vậy không hoán cải nói tôi tha và tôi không thể tha được vì tha không tha là do anh có muốn tha hay không muốn tha mà muốn tha thì phải hoán cải đúng không ạ chú ban cho mình có quyền tha cho mình hay không tha cho mình chú ăn cho mình có quyền xin lỗi anh chị em ném tự ném mình vào hỏa ngục hay không chú luôn luôn tha nhưng mà mình có muốn tha hay không miệng mình nói tha cha tha cho con mà hành động của mình thì vẫn cứ tiếp tục đi vào con đường sai trái làm sao tha cái điều tha của tôi không ý nghĩa vì họ có muốn tha đâu vì họ tiếp tục đi vào con đường sai trái đó mà không có thành tâm Tôi nói việc thành thật khai báo đi Đã làm sai thì khai báo Rồi quay trở về Rồi hoán cải Rồi đền bù Đơn giản như thế Nhất định không Miệng thì cứ nói là tha Mà hành động thì không Có muốn tha Vì không thành thật khai báo Và cũng không có đền bù những gì Mình đã làm thiệt hại Làm sao tha Giống như là Judah Chú luôn luôn là Đón chờ và ngay cả khi mà Judah nhận ra rằng mình sai rồi, đem tiền trả lại, rồi đi đâu? Đi đâu? Đi tự tử, thắt cổ tự tử. Tự Judah kết án mình, Chúa cũng chẳng kết án. Pharaoh phạm tội thế nào, Pharaoh phạm tội thế nào, và các thánh đã phạm tội thế nào, quay trở về, chú vẫn sẵn sàng tha thứ ta cũng không bàn luận cái chuyện muôn thuở là juda có mất linh hồn hay không mất linh hồn juda có xa hỏa ngục hay không xa hỏa ngục cái chuyện đó để chú với juda không phải chuyện của mình cũng đừng bao giờ nói với ai là họ có được rỗi linh hồn hay không rỗi linh hồn họ có được lên thiên đàng hay mất hay là xuống hỏa ngục mình không bao giờ và giáo hội cũng không bao giờ nói một cái chuyện về juda thế này juda thế kia chung cuộc của mỗi người do chính người ấy quyết định và người ấy biết với Chúa. Có thể nhìn bên ngoài rất là đạo đức thánh thiện, nhưng mà họ biết với Chúa là đâu chỉ có mát là chỉ đóng kịch đạo đức thánh thiện trước mặt mọi người thôi. Chỉ còn họ với Chúa thì họ biết họ như thế nào. Có thể ta tôn vinh họ. Vì họ có đang có quyền, có chức. Mình tôn vinh là sống đạo đức, sống thánh thiện thế này thế kia. Nhưng mà trước mặt Chúa ai biết được. Và ngược lại một người Mọi người cho rằng này thua rồi Tội lỗi quá sức rồi Nhưng mà giờ chết Bây giờ cái lúc đó nó quay trở về giống như người trộm bên tay phải Khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi Ngay hôm nay người được ở với ta Nhưng lúc đó họ quay trở về thì Chú với họ biết mà Lòng thương xót của chú lớn hơn tội lỗi của muôn nhân loại cộng lại Chú nói với Phúc rằng Là cho dù tội của con có bằng cả thế giới này, bằng tất cả mọi người trên thế giới này cộng lại. Với bản cân lòng thư xuất Chúa thì vẫn nhẹ tân với lòng thư xuất của ta. Không thấm gì với lòng thương xuất của ta. Lòng thương xuất ta lớn hơn muốn vàn tội lỗi. Vậy thì với tội lỗi của giê mà giê quay trở về thì Chúa sẵn sàng tha thứ. Còn Judah có muốn được tha thứ hay không Đó là chuyện của Judah Cũng như tôi ngày hôm nay và anh chị em Mỗi người chúng ta cũng muốn được tha thứ không Muốn được Chúa xót thương hay không Chúa cho ta được tự do Và mình chịu trách nhiệm về cái Sự quyết định đó của mỗi người Mời anh chị em và các bạn Mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa Trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho chọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em tuần thánh vui tươi và bình an.